Trưa nay, ngày 22 tháng 1 năm 2024, bất ngờ xảy ra vụ cháy nhà dân tại phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vị trí cháy xảy ra tại con hẻm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm. Nhanh chóng các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, chính quyền địa phương có mặt để hỗ trợ gia đình dập tắt đám cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy huy động 3 xe cứu hỏa, nhiều cán bộ chiến sĩ cùng với người dân dập tắt đám cháy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Kênh Về Sứ Nổ TV xin khuyến cáo bà con, nhân dân tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác phòng cháy tại gia đình, cơ quan, đơn vị trong thời gian cao điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kiểm tra hệ thống điện, rò rỉ khí ga, cống đốt vàng mã, nơi thoát hiểm, trang bị các bình chữa cháy mini cho gia đình, vân vân, trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy. Để bà con an tâm đón Tết ấm no, đoàn viên cùng gia đình. Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024, chúc toàn thể bà con xứ Nổ Phú Yên nhiều sức khỏe.